Hi, xin chào quý vị các bạn, và hôm nay tôi sẽ dẫn quý vị các bạn đi chia sẻ cho quý vị các bạn một cái bài thuốc trị viêm xoang cực kỳ hay, bị cả chục năm rồi vẫn vẫn bớt đó. Thì hôm nay tôi hai anh em tôi nhờ ông anh kia dẫn đi kìa kìa, giờ tôi đi muốn đuối cái cảnh tôi rồi, muốn chết mất rồi vừa, quý vị các bạn ơi. Thì cái cây đây là cái gì thì Cơm đoàn. đây, cườm đoàn, cái đây vậy, cườm đoàn đó. Đó, những anh Trái đây, em nào mà chỉ cái trái này, đã chỉ cái trái thôi. đây đây đây, đây cái trái nó đây, y xì cái trái cam cái quýt luôn đây nè, Nó dòng dòng hộ cam à. dùng họ cam quýt đây. Sao cái điện thoại để điên gơ mướn cầm máy quay đây, đây đấy, y xì cam quýt luôn, cái trái nó y xì cam quýt luôn quý vị các bạn ạ. Anh này mà thân cũng vậy này, nó cũng có gai luôn đây đó, có gai đó, nó gọi là cườm đòn đó. Đó, đây 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 đây, thì công dụng đặc biệt của nó là bị viêm xoang bao nhiêu năm cũng trị bớt, cả hàng chục năm cũng trị bớt luôn, mấy chục năm trị cũng bớt luôn, nó rất là hay, cho nên tôi mới nhờ ông anh này dẫn đi chia sẻ cái cây đây. Rồi đi nãy giờ tôi đi muốn cuồng cái cẳng tôi rồi. Bộ phận dùng là dưới mặt đất nha mọi người nha, có nghĩa là mình đào xuống mình lấy cái rễ của nó ấy, gốc rễ của nó ấy, chứ không trên mặt đất không có dùng nha. Ở dưới mặt đất đào lấy rồi bắt đầu chặt sát lát mỏng 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 nha này, rồi phơi một nắng đi, phơi một nắng cho nó hơi heo hờ heo 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 ấy, rồi sao vàng hạ thổ, rồi bắt đầu bỏ một cái lò lửa ra này, cái lò lửa nhỏ 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 ra này, rồi bạn bỏ cái một mà hai lát vô, khoảng khoảng tầm hai lát ấy, các bạn bỏ vô trong cái lò đấy, rồi để cho nó bốc khói lên, rồi các bạn xông xông Rồi vô hít lỗ mũi, hít hít lỗ mũi. hít vô lỗ mũi á là nó trị được viêm xoang Lúc cực kỳ hay. đầu là nó cái lỗ mũi là nó có cái kiểu dị ứng, nó dị ứng trở lại, nó sổ mũi trở lại, nhưng Nó mà sổ mũi thì nó sổ mũi, nó sổ mùa mũ ra đấy, ở đó thì nó sẽ bớt cái lá nó hử, nó nó. thơm thơm các bạn ạ. À, lá nó hử thum thum, thì khi mà mình hít vô như vậy thì nó cũng giống như mấy cái công dụng như mấy video trước kia tôi nói ấy, cho quý vị các bạn ấy, thì là nó có công dụng là coi như nó đẩy mũ ra, mũ miết mũi rồi Chán gì nó chảy tè le hết ra, thì như vậy là nó làm cho mình nhanh bớt, thì cũng như y như xong cái bài lá hẹ kia thôi, lá hẹ kia cũng vậy, xong rất là hay. Thì tôi chỉ con bé trong xóm là nó xong cũng bớt rồi á, rất là hay. Rồi đã đi thì phải kiếm vui vẻ ăn chứ, xứ đây vui vẻ nhiều lắm. Rồi đào lộn hột thì cái đây là cái đào lộn hột đây quý vị. Em vui vẻ ăn má, cho nó ra nó bở cái mạch méo xẹo rồi mới vui. Ở đây là cái thông, đây là khu vực vùng biển cát này, bạn thấy không, cát rất là nhiều, đây là gần biển, và cây đấy là cây cườm đoàn nha mày mọi người, anh đừng dẫn đi bậy bạ. Đây nó đây này, nó này nó gai á, cườm đoàn trái của nó nè, đây, gai gai nó đây, có vui vẻ không, vui vẻ chưa chín. chưa chín ngay. Ừ, Đồ sao đen dữ vậy, có lại bên kia kìa. em coi thử cái cây đây, giống cái cây đúng rồi, nó này, cái cây đây là cái bùm sụm nè mọi người nha, Không 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 phải, không phải phải cái không, bùm sụm, là giống cái bùm sụm như không vậy phải, không phải, không phải, đừng giật. à, không phải, giống luôn á, giống luôn quý vị coi này, đúng y xì cái bùm sụm luôn này, và lá đây nó không có nổ 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 như cái lá kia, không phải, không phải cái bùm sụm, không phải thôi không chơi với nó, không phải thì thôi không chơi với nó nữa. Ôi trời ơi, vui vẻ dài mà không chín ngày, vui vẻ như thế này mà không chín, trồ kia này coi đây này, tái ai đấy đây này, nhiều mà không chín, vãi tè, vãi hết cả tè ra. Thôi, như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và quý vị lưu ý là cái video này là dành cho những người bị
viêm son nha mọi người nha, viêm son viêm mũi dị ứng tao quất hết luôn đi, quất luôn đi đó.